Ok chào anh em à, hôm nay là gửi cho anh em một clip clip này thì đa phần sẽ là những con mồi câu nha anh em, mồi câu dưới mấy con vít mini nè. Nó vít thì tầm khoảng 5g 2g đó. Mồi thì có con bóp này thì 42g, bóp là đánh biển, mấy mồi nhỏ nhỏ nè cho anh em câu đầm, câu cá chẽm, cá măng, cá hanh, cá cháp. Rồi để sắp lên cụ thể từng món hàng cho anh em xem. Shop bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗ cũng nó lên á thì anh em cứ gửi về cho shop nha. Rồi cảm ơn anh em. Ok anh em, đi gửi cho anh em mã số 1 sẽ là những con vít. Đây vít này thì đây là những con vít của Daiso nha anh em, vít hàng Daiso, hàng thị trường Nhật quê. Đây vít này thì vít xịn nha, phản quang rất là xịn luôn. Đây cái vít này thì mình về 3 màu, con này là 5g nha anh em, 5g. Thì cái này thì chuyên về cho anh em nào câu đầm, câu mương, câu suối đó. Đây đó, vít này thì lần trước khách mình về đánh thì có thể dính cá chép được luôn đó, mình có không tin. Đây có 3 màu nha, vít này có 3 màu, màu trắng, màu xanh, màu cam nè đó. Đây mấy con này phản vàng rất ok luôn. Thì đây là hàng mới 100% chưa qua sử dụng nhé đó, may rồi vít, vít của Daiso. Thì loại này thì mình có nhiều đó. Thì anh em giá công khai một con này giá sẽ là 40k đó. Anh em mua một đơn một con mình quản ship đó, ship giá ship bên mình sẽ là 130.000 một đơn anh em. Rồi mã số 1 40k một con. Tiếp theo mã số 2 gửi cho mấy người là một mấy con vít của Nhân Kịch nhìn mọi người. Đây tên của nó đây đó. Vít này cũng từ Nhật về đây đó, web của nó luôn. Thì vít này thì mình về chỉ có giống như con trắng này nè đó, về chỉ có một con này thôi. Đây đó, có lử luôn, có đuôi luôn nè. Vít này thì mình về chỉ có một con này hình thôi, con này là 2g nha anh em, nguyên lốc này sẽ là 2g. Đây con trắng này về một con nè, màu hồng này cũng một con luôn nha. Đây đó, phản quang rất là xịn nha. Đây đó, con số 3 đó, 4 đây, 5 6 đây, con này màu lục bảo nè, rất là đẹp nha. 7 đây đó, vít đây, vít này thì mình bán với giá 60.000 một con nha nè, 60k một con. Đây thì anh em cần màu nào thì anh em chụp hình màn hình lại giúp mình nha, tại vì loại này về chỉ có một con một thôi đó, như là màu này được 2 con thôi đó, chỉ có 1-2 con thôi chứ không được số lượng nhiều nha anh em đó. Cái này là toàn bộ là 2g hết nha, đều có lử hết. Và mấy con này là mới 100% nha. Đây cái này có lông đuôi nè đó, rất là đẹp. Mấy con vít Nhật này thì họ bán ở thị trường Nhật thì anh em yên tâm về cái sình với ngoại hình rất là xịn nha đó. Rồi giá công khai là 60k một con nha anh em đó, cái này cũng có số lượng ít thôi, không có nhiều, 60k một con. Mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 sẽ là hai con mồi lông này thế này nè anh em. Đây, cái này có lử nhá. Đó. Đây cũng vậy. Thì con mồi này của thằng Gudeo gì nè, đó, tên của nó đây, mình đọc cũng không rõ. Đó. Đây. Thì cái này thì mình được có hai con thôi nha anh em, một con 2.5g và một con 1.5g. Nha anh em. Có lử nhá. Cái này thì chắc chuyên về cho anh em là câu suối nè, câu cá lóc dịch vụ nè đó, anh em thôi anh em câu đầm, dạng câu đầm thì anh em con này thì đánh mà ngay cái cống á đó, đó. Đánh cắt đã lắm anh em. Đây đây cũng vậy, mồi rất là đẹp nhá, có lử luôn. Rồi giá công khai một con này giá sẽ là 75k nha nè, 75k một con. Đó, mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 gửi cho mọi người là hai cá sắt này nè, hai cá sắt của hàng Stone. Đó, Gomoku gì nè mọi người. Đây. Hai con này sẽ là 6g nha anh em, hai cái này 6g. Đây, cái này có lử luôn nha, có lử có thìa. Đây, cái này có lử có thời luôn. Mà mồi này thì mới 100% rồi, đó, hàng từ Nhật về. Hàng họ bán cho thị trường Nhật nha anh em, thì lấy lô về được có 2 con thôi,
Đó, anh em nhanh tay nè, anh em nào nhanh tay thì chốt. Cái này anh em có thể lua lóc được, đó, lua lóc, lua chẽm, lua cá hanh, cá chắp rất là ngon. Đây, phản quang của nó rất là tốt nhá. Đây cũng vậy, hai con. Rồi giá cũng vậy nha anh em, giá 75.000 một con. Đó, mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì vẫn lên cho anh em hai con. Đây, hai con này là hai con của Shimano nha anh em, hai con cá giả của Shimano. Đây. Rise Shock hai màu. Đó. Cái này thì nó thiếu hợp rồi. Đó. Đây, mồi thì còn rất là mới nhá. Hai con này nó là đi chìm nha anh em, hai con này đi chìm. Đó, đây. Đây, rất là đẹp. Một con màu trong và một con màu xanh dạ quang. Đây, hai này đi chìm nhé. Cho anh em câu lóc, câu cá hanh, cá cháp. Đó. Thì hai con này là hai con Shimano Rise Shock. Đây, tên của nó trên đây anh em. Đó. Thì anh em cứ search lên Google là ra liền. Con này nó sẽ dài sẽ là 35 mm, nặng sẽ là 2.2 gram nha anh em. Đó, nặng 2.2 gram, cho anh em câu là câu mương, câu đầm, đó, câu ao rất là đã nhé Shimano. Rồi giá một con này, giá sẽ là 105.000 một con nha anh em, 105k một con. Mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 sẽ lên cho mọi người là hai con Daiwa. Đây, hai con này rất là xịn nha anh em, sử dụng trục nè, trục tổng nha, chứ không phải là bi đâu. Đây, đây cái trục tổng. Đây, phản quang rất là tốt, rất là xịn luôn. Đây qua nha anh em. Đây. Con này thì phản quang dạng ánh kim. Đó. Con mắt nó làm cũng rất là đẹp nè. Đó. Đây, hai con đây qua. Thì hai con đây qua này thì nó sẽ chìm nha anh em, hai con này đi chìm nhé. Con này nó sẽ dài là 60 cm và nó nặng sẽ là 3.4 gram, và hai con này nó sẽ đi chìm. Đó, vậy cho anh em câu chẽm, câu cá măng, cá hanh, cá cháp rất là ngon nha. Đó, anh em 3.4 gram thì anh em có thể lua xuống rồi, lua xuống. Đó, không phải câu vàng đế. Mồi thì mới nha anh em, mồi này thì ngoại hình rất là mới luôn, nó chỉ thiếu cái hộp thôi. Đó. Thì anh em cần cái action á, không phải cái tên của mồi á, thì anh em cứ nhắn tin Zalo của mình gửi qua cho thông số action rõ ràng. Đây, tên của nó đây. Đó. Hai mồi từ Nhật về nhé. Rồi, giá công khai một con này, giá sẽ là 145k nha anh em, 145k một con, mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 sẽ gửi cho anh em hai con mồi. Hai con mồi này của hãng Evergrande nha anh em. Tên của nó đây, hai con Evergrande, hai con lưng gù. Đây, đó, hai con này rất là đẹp nha. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Hai con này thì chiên chẽm măng này, cá măng, cá nhông. Đây, con này có bi tổng nha nè, bi tổng mạnh nha. Đó. Hai con này ngoại hình đều rất là đẹp, rất là xuất sắc rồi. Khỏi bàn. Đó. Thì hai con Evergrande này thì nó dài sẽ là 60 cm nha anh em, dài 60 cm, nặng sẽ là 7.5 gram, và hai con này nó sẽ đi lửng nhá, hai con này sẽ đi lửng. Đó. Rồi giá một con này, giá sẽ là 100k anh em, 100k một con, mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 gửi cho mọi người là một con mồi của hãng Đeo nha anh em, một con Đeo Alice. Đây thì con Đeo này sẽ là một con Đeo nó dạng anh em đánh theo dạng dog nha anh em. Đây, đó, màu rất là đẹp, mồi rất là đẹp nhá. Đây, đi sẽ đi trên mặt nước và đi lượn qua đường lại thế này. Đó. Thì con Đeo này nó sẽ dài sẽ là 105 mm, 105 mm, nặng sẽ là 18 gram. Đó. Rồi giá công khai, rồi
giá công khai con đeo này mã số 8, giá sẽ là 85k nha nè, 85k mã số 8. Tiếp theo mã số 9, mã số 9 gửi cho mọi người là một con quy hoa, đây một con quy hoa hay thì thử thị trường Nhật về. Đây. Đây, một con này là một con bóp nha nè, con bóp. Đó, một con bóp quy hoa. Đó. Đây, bản quan rất là tốt nha nè, ngoại hình rất là đẹp. Con này đuôi nó có trong trống nè, có lửng luôn. Đó. Thì con quy hoa thì nó sẽ dài sẽ là 60mm nha anh em, 60mm, nặng sẽ là 45g, nặng sẽ là 4.5g đó. Dài sẽ là 60mm, nặng sẽ là 4.5g. Đây, chiên về cho anh em đánh đầm nhé, đánh đầm một con bóp nhỏ gọn và đẹp. Rồi giá con quy hoa này giá sẽ là 80k nha anh em, 80k mã số 4. Mã số 9. Tiếp theo sẽ là mã số 10. Mã số 10 gửi cho mọi người là một con hàng Lucky Cat. Đây. À, hàng rất là đẹp nha. Thì con này một con Lucky Cat SB. À, con này nó sẽ đi lửng nha anh em. À, con này đi lửng. À, có tiếng và bi tống. Con này bi tống mạnh nha anh em. Đó. Chợ ném. Đây, con này về cho anh em câu chẽm, câu đầm nè, câu câu cả măng, cá nhồng, cá mú, đủ thứ. Đây. Con này nó sẽ dài sẽ là 75mm, nặng sẽ là 10g nha anh em, nặng sẽ là 10g, dài 75mm. Đó. Rồi, giá công khai con mã số 10, giá sẽ là 75k. Tiếp theo con mã số 11. 11 vẫn là một con Lucky Cat. Đó, mà con này là con ép nha anh em. Đó. F thì con này nó sẽ nổi nhé, con này nổi và con này nó lặn mát được là 1.5m nước nha nè, lặn mát được 1.5m nước, dài sẽ là 75g và nặng vẫn là 10g. Đó. Đó. Như hai con, hai thông số lặn khác nhau, action khác nhau. Đó. Rất là đẹp màu nhé, màu rất là đẹp. Rồi giá vẫn là 75k nha, mã số 11. Tiếp theo mã số 12. Mã 12 gửi cho mọi người là một con mồi cho anh em câu gền, câu biển nè. Đó, đây. Mã 12 gửi cho anh em một con Tiaco. Đó. Tiaco chứ, dạng Tiaco. Đó. Con này nó có cái đuôi nó có gài lửng lên cho anh em nè. Đó, thấy không? Đây. Đó, mồi rất là đẹp nha, con Tiaco. Tên đây anh em. Thì đa phần mồi là mình bán hàng của hàng thị trường Nhật. Đó, nên nó có tên. Đó, anh em search lên Google là nó có action liền, anh em yên tâm chứ không phải là dạng hàng trôi hàng nổi đâu. Đó. Thì con Tiaco này thì nó sẽ là một con Tiaco đi lửng nha anh em, chìm và đi lửng. Đó, hàng chuyên về cho anh em câu gần, câu cá nhông, cá chẽm, đánh men cá hồng. Thì con này nó dài sẽ là 130mm, nặng sẽ là 15g nha anh em. Đó, dài 130mm, nặng 15g. Đó, con này sẽ đi lửng nhé. Đây, lâu sẽ lắc lắc thế này, đã lắm. Rồi, giá con mồi mã số 12, giá sẽ là 105k. Đó, 105k nha anh em. Tiếp theo mã mồi 13. 13 gửi cho mọi người một con mồi của hãng Maria nha anh em. Đó, tên của nó đây. Đó. Con Maria này, một con Maria đi chìm nha anh em. Đó, con này chìm đi lửng. Đó, phản quang xịn sò. Thì con này vẫn chuyên về dạng cho anh em câu gền nhé. Con này nó sẽ nặng là 14g, dài sẽ là 90mm. Đó, nặng 14g, dài 90mm, phản quang xịn sò luôn. Đó, vẫn chuyên về cho anh em câu gền nhé, câu mú, câu chẽm, câu nhồng. Đó, rồi giá con mã số 10, giá sẽ là 65k nha nè, 65k mã số 10. Đó, 65k mã số 13 nhé, mã số 13 65k. Tiếp theo mã số 14. Mã số 14 gửi cho mọi người là một con bóp. Đó, thì con bóp này thì mình không biết tên, nhưng mà đảm bảo với mọi người là con này từ thị trường Nhật về nhé. Đây, lửng nó còn rất là bén nhé.
lữ này chắc là ăn lữ BKK rồi, à, ngay gamma rồi, rất là bén. Đây, ngoại hình rất là đẹp nhá, bản quan cũng cực kỳ tốt. Thì con bóp mã số 14 thì nó sẽ dài sẽ là 120mm nha anh em, dài 120mm, nặng sẽ là 42g ở một con bóp biển con gần. Đây, màu rất là đẹp, xịn sò nhá. Đây, xịn sò nhá anh em. Rồi, giá công khai con bóp này, giá sẽ là 100k. Đó, 100k, mã số 14. Tiếp theo mã số 15. 15 gửi cho mọi người là một con mồi. Vẫn là một con mồi của hãng Tinico. Tieco chứ, Tiemco. Đọc chính xác là cái hãng nó là vậy. Mồi rất là đẹp. Đây, tên của nó đây anh em. Đó. Thì mồi nào có tên thì mình sẽ báo cho anh em. Nếu anh em cần các sinh của nó thì cứ search trên Google tên nó thế này ra liền. Đó. Mồi thì còn rất là đẹp. Đó. Cái này thì chuyên về cho anh em câu gần nhé, câu gần, câu biển. Thì con này nó dài sẽ là 130mm, nặng sẽ là 18g. Và con này nó sẽ nổi nha anh em. Con này nổi thì anh em kéo sẽ đi lửng trên mặt nước, lắc qua lắc lại thế này. Đó. Rồi, giá con mã số 15, giá sẽ là 85k nha anh em, 85k mã 15. Rồi, tiếp theo sẽ là con 16. Con 16 sẽ là một con Phoenix nha anh em, Phoenix, vẫn một con hàng của Nhật. Đây, bản quan rất là tốt nha. Đây, con này còn mới đẹp. Tên đàng hoàng. Đó, mọi hãng nha anh em. Thì con này nó sẽ dài sẽ là 90mm, nặng sẽ là 12g. Đó, con này action của nó dạng dock nha nè. Đó. Tỉnh vừa qua lại không ạ? Anh em đánh theo kiểu Benso á. À, Benlin Benso vậy anh em. Đó, ở đây. Rất là đẹp. Rồi giá 16, giá sẽ là 65k. Đó. Tiếp theo con 17. Con 17 gửi cho mọi người là một con mồi của hãng Jackson nha anh em, một con Jackson. Đây. Con này nó sẽ chìm nhé, con này chìm. Đó, con này chuyên trị mấy con nhồng nè. Đây. Chuyên trị mấy nhồng nha anh em. Tên của nó đây anh em. Đó. Đi dưới nước sẽ lắc thế này. Đó. Rất là thú cá nha. Đây, lử còn bán ngót luôn nha anh em. Lử này chắc gamma rồi. Đó. Con Jackson này thì nó sẽ dài sẽ là 125mm nha anh em, dài 125mm, nặng sẽ là 14g. Rồi con này nó sẽ đi chìm, à, con này chìm và đi lửng. À. Rồi giá công khai mã số 17, giá sẽ là 80k nha anh em, 80k mã 17. Tiếp theo mã cuối cùng, mã 18. 18 gửi cho mọi người là một con mồi của hãng Lucky Cat. Đây. À, con này có trống trống nè anh em, à, lử cũng còn rất là bén luôn. Thì đây vẫn là một con mồi để qua sử dụng nha anh em, mà lử đây bén ngót. Con này nó sẽ đi trên mặt nước nha anh em, đi trên mặt nước, đi dạng lững lờ trên mặt nước á, anh em kéo cái đuôi nó sẽ tạo action. Đó, đã lắm. Đây. Thì con này nó sẽ dài sẽ là 55mm, nặng sẽ là 5.2g. Giá công khai mã số 18, giá sẽ là 65k nha anh em, 65k mã 18. Rồi, đó tổng cộng 18 con mồi lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng con nào có thể chốt để lên shop xuống hỏi, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.